Báo cáo đồng chí trung đội trưởng, tôi là Công Huy. Tập 4 khiến khán giả thích thú với nhiều tình huống hài hước ở trên thao trường cũng như ngoài giờ huấn luyện. Ba chiến sĩ mới vẫn là tâm điểm của mọi cuộc vui. Hai báo cáo A1. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên căng thẳng khi Phương Anh đối sức trong buổi hành quân đêm và có ý định bỏ cuộc. Tôi không đi được nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra ở tập kế tiếp? Em xin nghỉ. Đồng chí xưng hô lại. Tôi xin nghỉ ạ. Đồng chí xin nghỉ đúng không? Tôi không đi được nữa. Với cái thể trạng của em lúc đấy, em biết được là em chịu được đến mức nào. Thế là em... Điều trưởng của đồng chí Vương Anh đâu? Ờ. Tổ chức cáng khênh. Không ạ, bởi vì là tôi không muốn đi lên cáng, thành ra tôi xin nghỉ ạ. Và em cũng rất bực tức. Vương Anh không muốn là người thụ cuộc nhưng mà không dám chiến thắng. Lên cáng thì sẽ sợ mất thể diện. Tiếp tục nữa thì lại sợ không đi được. Thế bây giờ tôi lệnh đồng chí tiếp tục hành quân. Đồng chí có bám được đội hình không? Tôi không bám được đội hình nhưng tôi sẽ tiếp tục hành quân được. Tôi hỏi đồng chí bám được hay không? Có hoặc không? Tôi khẳng định là tôi không bám được với tình hình sức khỏe của tôi bây giờ. Thế thì lên cáng. Thực sự thì em không muốn nằm cáng một tí nào. Em vì đồng đội mà bây giờ em cố gắng không được, để đồng đội phải gánh nặng thêm nữa, khó chịu. Đồng chí đã vào đơn vị quân đội thực hiện nhiệm vụ, phải thực hiện đúng quy định. Nếu không làm được, đêm ngày hôm nay, trung đội 2, đại đội 5 tổ chức sinh hoạt, kiểm điểm kỷ luật, hình thức chống lệnh, từ khiển trách đến cảnh cáo. Nếu tiếp tục tiến hành, trả về địa phương. Một cá nhân không cố gắng ảnh hưởng đến tập thể cả một đơn vị. Nếu ngày hôm nay là nhiệm vụ hành quân chiến đấu, gặp phi pháo của địch, gặp địch tập kết hóa học không cơ động được, thì đơn vị đại năm tất cả hy sinh vì một quân nhân. Xin phép đội trưởng cho tôi đi tiếp được. Lên cáng. Đó. Đơn vị tiếp tục hành quân. Nhanh chóng tổ chức hai đồng chí đi kèm kênh cáng khênh. Đi được một chặng mỏi tiếp tục đổi trong quá trình khênh. Thật sự là em rất khó chịu khi mà bản thân em gây ảnh hưởng đến đồng đội. Anh đi như thế bình thường. Hả? Anh cảm thấy đi như thế này nó bình thường. Anh đi lấy một năm tất nhiên là bình thường rồi. Đối với em này em quá bình thường. Đám người đi. Đám bảo thật đi. A4 chú ý. A4 cho người mang súng, mang ba lô cho ông chị Anh. Ông chị Anh đi bộ bám sát đội hình. Olé! À, đội hình của chúng ta tiếp tục bán đội hình này. Cố lên em, đi em. Cố lên. Ý chí đi bằng đầu đi. Nhắc chân đau đi bằng đầu đi. Hai cơ động thành một hàng dọc. À, sắp về đến nhà rồi, ông chị ơi, cố gắng. Nhưng mà chỉ nhắc đồng chí
chúng ta cố cố gắng ta làm được. Hà là nhắc về cái thái độ của đồng chí Vương Anh. Tôi nói gì rồi, bây giờ công chí vào đây là rèn luyện, công chí là quân nhân chứ không chí không còn là nghệ sĩ. Khi người chỉ huy người ta nói, đặc biệt ngày hôm nay ông chí thấy khi tiểu đoàn trưởng ông chí nhắc đồng chí ấy. Đó là một người chỉ huy của ông chí, và ta chỉ dùng bằng có mệnh lệnh và việc chấp hành mệnh lệnh. Tôi muốn xem cảm nghĩ ông chí ngày hôm nay như thế nào. Ông chí có những cái gì ông chí nói ra. Phương Anh, ngày hôm nay ông chí có gì để nói không? Ngày mai tôi sẽ nói, bây giờ đầu óc tôi không có cái gì để nói. Ngày mai tôi biết tôi sẽ phải nói gì. Từ nay đến giờ cái việc cảm xúc của tôi không kiềm chế được một thứ cái gì cả. Mà tôi nói ra rất linh tinh. Hôm nay cảm giác mệt không? Rất mệt. Đúng không? Đúng. Và tôi cảm giác khi bên cạnh mình, ông trông đội mình cùng giúp đỡ mình có thể gặp chị nữa. Chính vì thế nên tôi đang rất cáu bản thân tôi. Đồng chí Lan Vân, đừng cố gắng có một cái gì đó để hỏi tôi lúc này. Hiện tại tôi đang rất cáu bản thân tôi. Đó là một cách suy nghĩ tiêu cực. Nếu như Việt Nam tất cả thanh niên chưa đến nhập ngũ mà đều nghĩ tiêu cực như vậy thì sau này chiến tranh thì ai sẽ là người ra trận? Trong cuộc sống có định luật 3D, tôn trọng mình, tôn trọng người khác và trách nhiệm kỷ luật của mình. Thế mà mình lại nghĩ ngay tiền thì ta. Đó. Em luôn thảm thế, em trách bản thân em làm cái gì? Yêu bản thân mình thì mình mới yêu người khác. Thứ nhất mình phải giúp mình trước đã. Mình phải làm được tốt vấn đề đó thì mình có thể giúp đỡ người khác được. Một cái cảm xúc rất chân thật. Ngày hôm nay xuống lúc có phỏng vấn tôi khóc. Và khi hỏi tôi tại sao là ngay lần đầu tiên mà có thái độ bất mãn với đồng chí Đoàn. Và sau đó tự nhiên sau một ngày trôi qua thì lại thấy Việt là một người rất phục tùng. Tôi nói tôi bảo là tôi là một người sống cách tự do và những cái gì mà ai nói tôi không thích tôi có thể bật lại ngay. Trong cuộc sống của tôi thì khi mà đi đầu qua một ngày tôi thấy tất cả các đồng chí đang là những người bảo vệ tôi, bảo vệ gia đình, bảo vệ đất nước này. Tôi trách nhiệm của tôi tự cảm thấy là tôi khổ thẹn có lỗi, tôi tự ngay. Và tôi rất nghiêm túc, đồng chí Đoàn có thể cảm thấy điều đó, tôi đã rất nghiêm túc với đồng chí Đoàn. Tôi nghe lời nên không phải tôi sợ đồng chí mà là tôi tôn trọng đồng chí. Tôi tôn trọng cái hành động của các bạn trong thân tâm, tự tôi tế phục, tự tôi làm cái điều đó. Thế tôi cũng muốn là Vương ạ, nếu như bây giờ một ngày có chiến tranh, anh tin là tất cả những người này, những người đang đi bảo vệ gia đình em, chứ không phải em. Cái đồng chí ở đây, người đang rèn luyện thì người đang về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ mình. Nên là cố gắng lên một tí thôi. Chị ơi, ngồi xuống. Kiểm tra lại gầm giường xem có cái gì không. Báo cáo không ạ. Cha chăn như gấp thế này à? Ngồi xuống vuốt. Lộng tao vuốt hôm nay hướng dẫn như nào bây giờ làm đi. Vuốt như thế. Vuốt như thế này. Không làm hộ đứng dậy. Huy nữa này, chăn gấp như này à? Nhưng mà bởi vì là đây là chăn rất là mới nên là nó... Mới gấp được hết. Đồng chí Việt cẩn thận hơn. Hai đồng chí kia này vẫn luộng thuộng lắm. Quần áo này không mặc, đồng chí cho vào trong ba lô. Nào lên lên, tắt nhanh lên. Gà chiến sĩ này nó phẳng ra. Cúi xuống nhét hết dây ba lô không để nó thỏa xuống dưới. Nhiều thế. Tôi phê bình tiểu đội 6 về tác phong rất là chậm. Buổi sáng thời gian làm nội vụ vệ sinh thì không làm. Cái chăn các đồng chí quan sát bây giờ chăn xấu nhất là chăn của đồng chí Anh và đồng chí Huy đấy. Yêu cầu tiểu trưởng tiểu 6 duy trì rồi, nghiêm túc. Sau đây các đồng chí nhanh chóng lấy vũ khí trang bị, chạy cơ động xuống vị trí tập trung. Rõ chưa? Rõ. Hôm nay theo kế hoạch, đại đội kiểm tra về vũ khí trang bị được biên chế. Mục đích nhằm kiểm tra lại số lượng, chất lượng của vũ khí trang bị để đánh giá về thái độ trách nhiệm
về việc bảo quản vũ khí trang bị. Khám súng. Em chưa học cũng nổi. Ông chí kéo hết bệ khoan lòng về sau. Lên đạn đấy. Tôi kéo rồi. À, súng check lên 45 độ, không được quay ngang quay ngửa. Giơ cái súng lên. Cái đế bắn súng đặt đúng cái hông này, check lên 45 độ này. Đấy. Được. Được. Tắt này. Được. Khám súng xong. Đưa tay đây. Quay về đây nè. Đây đây. Bởi vì là tổ hôm nay mới dỡ khóa nên tôi chưa kịp lau. Hết thời gian kiểm tra, sau đây các trung đội, tiểu đội các ông chí tổng hợp tình báo cáo. Vũ khí, 3 trung liên, 321, 379, 78, 3 trung trai, các mặt tuổi là chế, số 2 trong điện tiền có khu dầu. Khu dầu là ai thì cụ thể đi, báo trục chung đi. Chí Trạch Công Lục. Chiến sĩ tiểu mấy? Chiến sĩ tiểu 4. Tiểu 6 không đi kiểm tra. Đại trưởng kiểm tra súng bắn, súng nào không biết à? Cung Đức Huy. Súng của ông chí Cung Đức Huy tiểu 6 trung 2 rất bẩn. Để han dỉ đỏ như con tôm lên. Đây là súng sẵn sàng chiến đấu mà các ông chí bảo quản để han dỉ vũ khí để bẩn như vậy. Riêng cá nhân của ông chí Đức Huy chúng ta phải nghiêm túc rút kinh nghiệm. Đồng chí Huy điểm yếu nhiều vậy, đồng chí có ý kiến không? Tôi không có ý kiến, tôi sẽ cố gắng khắc phục hết. Đồng chí có ý kiến không? Chuyển sang huấn luyện, công trình nội dung động tác lăn. Vận dụng trong điều kiện địa hình bằng phẳng, nơi gần địch, quá trình cơ động gặp phải lực địch bắn thẳng. Trong hàng các ông chí quan sát, tôi trên cương vị chiến sĩ số 3 thực hiện nội dung. Bắt đầu tập. Hỏa lực địch bắn sang trái. Ôi. Thôi tập. Ủa, đây không phải trường trường ở kia hả? Không rõ. Vừa rồi trong hàng các chị quan sát tôi thực hiện một nội dung, các chị đã nắm được chưa? Rõ. Rõ. Tôi mời đồng chí... Tôi xung phong được không ạ? Việt lên thực hiện mẫu nội dung. Rõ. Nào, quy chuẩn bị. Đi không? Tiến. Hỏa lực địch bắn sang trái. Hơi tập. Quy chuẩn bị. Như thế nào là quy? Ông chỉ quan sát mẫu động tác của tôi vừa rồi không? Có ạ. Nhưng tôi có không... Tại sao không làm được? Chân phải. Đồng chí Đoàn tiểu trưởng đâu? Có. Ra vị trí. Chuẩn bị chiến đấu. Đồng chí Đoàn làm như thế nào, chú Huy làm như thế. Gối như thế nào? Đi không? Tiến. Dừng tập. Hai chị đứng dậy. Dây súng các chị để như thế, quá trình các chị cơ động có bảo đảm với tôi mật không? Không ạ. Đồng chí giữ súng như thế à? Sự súng đấy hình như là tử hình thế nào nhỉ? Quy chuẩn bị.
đi không? Hiện. Hỏa lực địch bắn sang trái. Còn quay lại. Thôi tập. Mông thỏ. Anh chị đứng dậy. Các ông chị đã quan sát đồng chí Huy và đồng chí Đoàn thực hiện nội dung. Lưu ý cho ông chí Huy là quá trình luyện tập các ông chí nâng cao ý thức thực tình lên. Địch đang ở trên đầu cái kìa, đang sử dụng hỏa lực bắn vào đồng chí. Đồng chí Vương Anh vừa rồi đồng chí Huy thực hiện nội dung điểm nào sai? À, bản thân tôi thì tôi cảm thấy là Huy thực hiện khá giống đồng chí đội trưởng. Chỉ duy có một cái sự lóng ngóng là lúc mà hạ người xuống thì mông vẫn chạm đất. Và lúc mà bò thì mông bị cong lên và có thể nguy hiểm đến mông ạ. Đồng chí ra thực hiện lại nội dung. Rõ. Đi không? Tiến. Hỏa lực địch bắn sang trái. À. Thôi tập. Ra trái mà. Em ơi. Đứng dậy. Đúng phải rồi. Đồng chí của anh cơ động về hàng. Nắm chắc nội dung của bài. Cái gì chưa rõ, chưa hiểu các đồng chí cho ý kiến. Tôi đi vào nội dung của bài. Đường ngắm cơ bản là đường ngắm từ mắt người ngắm đến chính giữa mép trên khe ngắm. Đối với nội dung thứ hai thì anh ra ngoài. Đồng chí vác súng chạy từ trên kia về đây. Thời gian 2 phút bắt đầu. À, tôi bị tuột cái sẻng bạn ấy hộ rồi. Nhắc đại đội là quá trình học tập yêu cầu tập trung, không làm việc riêng. Là quá trình huấn luyện là quá trình rèn luyện thể lực kết hợp với huấn luyện. Đi vào chị. Các chị chú ý này. Từ bệ chắn đạn kéo xuống 20m là tuyến mục tiêu. Các chị quan sát là hai cái bia chạy song song nhau ấy. Nét tay bắn, chắn sát súng, sát súng, đứng lại. Tay phải, tay phải. Tay cầm vào ốp bắt tay, đấy. Tiếp. Về số 1 à? Mục tiêu bia số 6 hiện. Bắn. Mục tiêu hiện là tự giác bắn thôi. Mục tiêu số 6 ẩn. Trái co lên. Người thấy rồi. Người phải ra trái. Đây là trái gì nữa? Sao bên kia? Co chân trái lên. Đi nào ngược mặt lên. Nhầm chưa? Dạ. Muốn đứng hay ngồi? Dạ ngồi ạ. Mục tiêu bia số 10 ấy. Chân quỳ cho đúng. Mục tiêu bia số 7 ấy. Tăng. Mục tiêu bia số 6 ấy. Mục tiêu tài dừng lại hướng dẫn đại độc tác. Mục tiêu tài đằng sau bắn đạn đạt đồng chí hết sức lưu ý. Co trên phải thái, bên trái co lên. Bên trái co lên. Co vô góc, rồi đứng dậy này. Mục tiêu bia số 10 ấy. Nào. Phách súng như nào? Phách súng như nào? Không phải dây súng kệ nó. Đừng có quay súng sẵn. Sao? Phách súng. Phách súng. Mang về. Rồi.
vì động tác lúng túng và không đảm bảo an toàn trong quá trình học bắn, Vương Anh đã bỏ lỡ cơ hội được bắn đạn thật, đành làm khán giả theo dõi đồng đội thực hiện nội dung này. Bắn được không mất an toàn là chết đấy. Dạ không, thế thì thôi ạ, để bảo đảm an toàn thì tôi xin phép. Ok, vào chi? Rõ. Mục tiêu bên trong mày đấy. Mục tiêu bên số 7 ấy. Tiêu 8 xe bắt đầu. Chưa lên đạn ạ. Sao? Đó thực sự là một cái gì đó mà em chưa bao giờ em từng trải qua và em... Đó, nó thể hiện ngay qua hành động của em. Giật mình, hét lên. Và chỉ thiếu một tí nữa rồi là em có thể ôi mẹ ơi. Rồi, thế đã hiểu là tôi không lên bắn cũng hợp lý đây. Bắn được không? Có. Thì bây giờ bắn thì phải cầm chắc. Chắc tay súng và tay cầm tì vào hõm vai. Rõ. Sợ thế này thôi. Còn nhiều nỗi sợ khác còn sợ hơn. Nhưng mà mình vì ý chí của mình mà làm thất bại nhiệm vụ thì không nên. Lúc đầu cảm thấy rất là hào hứng bởi vì là nghĩ rằng là vui lắm, bắn kìa, mấy anh bắn nhìn khí thế lắm. Nghe số 7. Anh cũng lo cho em, mà em thật hết tay rồi. 8 xe vận động. Không cần phải lên đạn à? 6 đạn, khám phúc. Sướng lắm ạ. Cảm giác thấy rất là thích thú, không có gì là hồi hộp hay sợ hãi cả. Lúc đầu thì tôi cảm thấy rất là hào hứng, sau khi tôi được cầm súng và tôi bắn thì tôi lại thấy rất là sợ. Đến hiện tại lúc này thì tôi cảm thấy rằng vũ khí rất là nguy hiểm và chỉ khi nào cần thiết thì hãng sử dụng thôi ạ. Thế đồng chí thấy tiếng đạn nổ đầu tiên thì đồng chí lúc đấy đồng chí cảm thấy tôi quan sát đồng chí cả người cả súng. Không thể miêu tả được. Tôi lúc đầu tôi không nghĩ là nó nổ to như thế bởi vì tôi đứng đây tôi quan sát những người đồng đội của tôi thì bắn cảm thấy rất là nhẹ nhàng, êm ái nhưng mà đến khi tôi cầm vào thì thứ nhất là nó giật về, thứ hai là cái tiếng nổ của nó rất là làm tôi giật mình, tôi không kiểm soát được bản thân mình nữa. Tôi phải nói là lần đầu tiên từ lúc tôi nhập ngũ năm 2007 đến bây giờ thì tôi nhìn thấy một đồng chí bắn thì bay cả người cả súng lên. Chứ không, chị anh ấy, đồng chí biết lý do tại sao ông chí không bắn không? Sức khỏe tôi chưa đảm bảo ạ. Sức khỏe có liệu có đủ không? Sức khỏe ý chí và đôi khi là cả kỹ thuật, kỹ năng cũng như mức tập trung, tất cả mọi thứ tôi đều chưa đảm bảo được. Ở nội dung huấn luyện chiều, các chiến sĩ của chúng ta phải thực hiện bao gói quân tự tràng để huấn luyện bởi vũ trang. Yêu cầu đặt ra là bao gói trong vòng 3 phút, bao gói phải kín, không để nước ngấm vào và khi thả xuống nước phải nổi được để trở thành một chiếc phao. Hãy xem ba chiến sĩ mới sẽ làm gì tiếp theo sau khi đã vất vả hoàn thành nội dung bao gói. Do đồng chí Việt có lý do đặc biệt, thứ hai là chiến sĩ nhập ngũ trải nghiệm nên là không cởi áo. Các đồng chí khác 100% các đồng chí cởi áo và mặc quần đùi. Còn sau đây các đồng chí quan sát đồng chí Cường thực hiện động tác
Bơi ếch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, co lại. Ông, bẻ cái, bẻ chân ra. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 2. 2 này, hình dung là em quạt xuống gì chưa? 3, 3, thu này, thu như này, phi lên. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Cọc chia sẵn sàng bơi chưa? À, đồng chí Việt sẵn sàng chưa? Sẵn. Có lạnh không? Có. Có. Có bơi không? Được. Em bơi rất kém. Cũng một phần là lúc mình cởi cái áo của mình ra cũng nhiều lý do cá nhân. Thành ra nó là một cái điểm yếu của mình. Đồng chí anh có bơi không? Em bơi được nhưng em chỉ sợ lạnh. Không có nhưng có bơi không? Có ạ. Đồng chí Huy bơi không? Có. Xuống nước. Đứng im. Chị Huy quay vào đây, quay vào đây, quay vào đây. Phương pháp bơi như sau. Tổ 1, các đồng chí bơi gần hết đường bơi thì tổ 2 tiếp nước. Trong tổ 3 đồng chí nào về sau cùng chạy 5 vòng hồ tiếp nước. Các đồng chí quan sát, tổ 1 sẽ vượt trước theo đội hình chữ A. Tiến. Nào, bơm bám vào, chỉ đạp chân ếch thôi. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh. Cố gắng. Tổ 2 chuẩn bị. Tiến. Đồng chí Anh bơi trước. Cứ ôm như ôm phao nữa. Em nhìn Vương Anh lúc đấy và em ngạc nhiên rằng là ôi sao Vương Anh hôm nay lại có thể bơi được đến như vậy. Lúc đấy em cảm thấy rất là đáng nể anh ý. Lúc đấy là em mất cảm giác chân rồi. Cứ thế em đạp, em nhắm mắt nhắm mũi em đạp. Lúc này đầu óc em không còn một cái gì nữa. Đạp chân, đạp chân. Chị Huy đâu, Huy bơi dọc lên. Không được rời phao ra. Em rất là đau. Anh đại đội trưởng nói với em là có bơi được nữa không? Là lúc đấy là em đã bị chuột rút rồi. Em cũng không nói được ra là em bị chuột rút. Bởi vì em vẫn muốn cố để em bơi tiếp. Em cũng là một con người mà tự lập cũng rất là bé, rất là lâu. Em đã được thích nghi rất nhiều môi trường. Khi vào môi trường quân đội thì một môi trường khác. Nó như là một cái dầu nhớt bảo dưỡng cho mình về cái ý chí. Rất là sướng khi được vào một cái tiểu đội như này. Anh em với nhau sống rất tình cảm, sống rất vì nhau. Thực sự em thất vọng nặng nề về bản thân. Nhưng mà nhờ có anh em bạn bè làm cho em cố gắng hơn. Em biết sức khỏe em đến đâu và em biết
là em không thể làm được. Nhưng mọi người không cho em nghĩ được cái việc là em không làm được, bắt em làm và em lại làm được.